Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái thuốc trị rầy rệp và mọt cành sâu đục quả rệp sáp trên cây cà phê. Chai 450ml nhé, sử dụng để trị rầy xanh, rệp sáp, mọt đục cành này. Thuốc có tác dụng tiếp xúc vị độc xông hơi, phổ tác động rộng, hiệu lực nhanh, mạnh và kéo dài. Hiệu quả cao đối với nhiều đối tượng gây hại, đặc biệt là rầy xanh, rệp sáp và mọt đục cành. Tên thuốc là Tenbat. Một chai 450ml các anh chị có thể pha được khoảng tầm 2 phi là bằng với 400 lít nước nhé. Diệt cả trứng con và con trưởng thành, con non và con trưởng thành. Để sử dụng rệp sáp thì các anh chị nên trộn thêm cái chất loang trải bám dính này. Một chai này cùng với một cái chai Tenbat này các anh chị có thể pha được khoảng tầm 300 đến 400 lít nước nhé. Nếu mà mình trị rầy cái con rệp sáp trên cây cà phê nhé. Để giúp cho thuốc lưu dẫn thấm sâu mạnh hơn và diệt trừ nhanh mạnh hơn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.